Thưa quý vị, đợt dịch lần thứ tư đã ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch tổ chức các giải thể thao không chỉ trong nước quốc tế, mà tại các tỉnh thành cũng phải tạm hoãn các giải đấu phong trào của mình. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh tại tỉnh Long An cũng được đánh giá là ở cấp độ 1 và tỷ lệ tiêm vaccine trong toàn dân từ 18 tuổi trở lên cũng đạt 99%. Với tình hình đó thì cuộc sống của người dân trong tỉnh cũng đã trở lại với trạng thái bình thường mới và hiện tại thì các địa phương đang xây dựng các kế hoạch để tái khởi động các giải thi đấu thể thao trong khoảng thời gian cuối năm 2021 và chú trọng vào công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bến Lức đang được kiểm soát, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Và sau một thời gian dài tạm ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tập trung cho công tác phòng chống dịch, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như sự cho phép của Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9 năm 2021, các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện Bến Lức đã được khởi động trở lại bằng việc tiếp tục tổ chức các môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện đã tổ chức thi đấu hai môn kéo co và đẩy gậy cho các đơn vị xã thị trấn trong huyện tham dự. Ban tổ chức giải cũng đã trao các phần thưởng cho các đội và vận động viên có thành tích xuất sắc thông qua giải đấu mà ban tổ chức sẽ tuyển chọn, thành lập đội tuyển để tập huấn và tham dự các giải do tỉnh tổ chức. Trong quá trình tổ chức giải, ban tổ chức luôn thực hiện đảm bảo tốt các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định nhằm đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho các vận động viên tham dự. Trở lại trạng thái bình thường mới, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện đã chủ động để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bến Lức lần thứ 9 năm 2021. Thì sau thời gian giãn cách xã hội thực hiện bình thường mới thì để tổ chức các hoạt động thể thao, chúng tôi cũng ban hành các cái văn bản đảm bảo thực hiện tạm thời thích ứng linh hoạt, an toàn và đảm bảo phòng chống COVID-19 trong công tác tổ chức các môn. Thì trong công tác tổ chức cũng phải luôn đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K nhằm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các vận động viên tham dự các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bến Lức lần thứ 9 năm 2021. Trong những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn huyện được phát triển rộng khắp. Các giải thể thao phong trào được tổ chức với quy mô, số lượng và chất lượng ngày càng cao. Một số môn thể thao truyền thống được bảo tồn và phát huy như đẩy gậy, kéo co, thể dục dưỡng sinh và một số môn thu hút đông đảo nhân dân tham gia như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, v.v. Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện thì riêng Bến Lức sẽ tổ chức thi đấu 20 môn. Đối với cấp xã sẽ tổ chức thi đấu ít nhất 6 môn, trong đó ưu tiên các môn thi đấu thu hút đông đảo người dân tham gia và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong tuần này thì chúng tôi tổ chức 2 môn kéo co và đẩy gậy. Vào tuần sau thì chúng tôi tiếp tục tổ chức giải bóng chuyền trong chương trình đại hội, rồi cầu lông, cờ vua, quần vợt và một số cái hoạt động thể thao ngoài trời được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An nhằm đảm bảo theo chương trình kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao các cấp huyện Bến Lức lần thứ 9 năm 2021. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với cái điều kiện chuẩn bị và tất cả các vận động viên, các đơn vị đảm bảo thực hiện theo quy định trong công tác tham dự các giải thể thao trong chương trình đại hội thì công tác tổ chức sẽ đảm bảo theo yêu cầu và tiến độ. Thông qua các cái hoạt động thể thao này thì mọi người dân trên địa bàn huyện có điều kiện tham gia tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, huyện Bến Lức đã có 5 đơn vị tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao. Còn 10 đơn vị vẫn chưa tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Và để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp trên địa bàn huyện được hoàn thành theo kế hoạch, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện đề nghị các đơn vị chưa tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao
khẩn trương tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, tổ chức các giải thể dục thể thao trong kế hoạch đại hội của đơn vị mình và tổ chức lễ bế mạc đại hội trước ngày 30 tháng 12 2021. Đối với các đơn vị đã tổ chức khai mạc đại hội sẽ tiến hành triển khai tổ chức các giải thể dục thể thao trong kế hoạch đại hội và tổ chức lễ bế mạc đại hội trước ngày 20 tháng 12 2021. Trong quá trình tổ chức lễ khai mạc, bế mạc các giải thể dục thể thao phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.